Kính chào quý khách. Như video trước, Let's Tour giới thiệu đến quý khách con đèo Khao Cốc Trà nổi tiếng với sự hiểm trở nhưng lại vô cùng ấn tượng bởi vẻ đẹp 14 tầng uốn lượn khúc khuỷu, nối liền ranh giới giữa xã Xuân Trường đến trung tâm huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Thì video này, Let's Tour xin giới thiệu đến quý khách một con đèo khác của Cao Bằng cũng rất ấn tượng, đó chính là đèo Mã Phục. Chúng ta hãy cùng đón xem và cập nhật các thông tin hữu ích về con đèo này nhé. Đèo Mã Phục nằm trên tuyến quốc lộ 3 vốn nổi tiếng bởi sự hiểm trở và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, nằm trên địa bàn huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đèo có chiều dài hơn 3,5 km, có độ cao gần 700 m so với mực nước biển. Qua 7 tầng dốc xoáy và cua tay áo khá hiểm trở, uốn lượn theo trên núi đá vôi, có nhiều đoạn gấp khúc. Một bên đèo là vách núi cao chót vót, một bên là vực sâu với những khe núi hẹp, tạo cho du khách một cảm giác thật ấn tượng mỗi khi chinh phục đèo. Tên gọi đèo Mã Phục gắn với tích xưa có nghĩa là con ngựa nằm, quỳ. Con đèo rộng và đẹp, những dãy núi cao thấp nối tiếp nhau. Phía bên này dốc đèo hướng đi Quảng Hòa trải dài những cánh đồng ngô, lúa xanh mướt. Ngay bên đường là bản nhỏ với những ngôi nhà có hàng rào đá bao quanh vững chãi, đẹp mắt. Ở mỗi thời điểm trong ngày, đèo Mã Phục lại mang vẻ đẹp khác nhau. Dù giữa mùa hè, nhưng nếu qua đèo vào sáng sớm hay khi nắng tắt, đỉnh đèo xuất hiện màn sương mù bảng lảng, phong cảnh trở nên nguyên sơ, huyền ảo. Đến khi sương tan, trời bừng sáng, đám mây trắng nổi bật trên nền trời xanh, cảm giác mọi vật trở nên tràn đầy sức sống, gió xuân sao đem lại cảm giác mát lành. Cảnh sắc đèo với những vẻ đẹp khác nhau là điểm dừng chân lý tưởng của du khách khi chinh phục cung đường dài hơn 3 km của đèo Mã Phục. Đèo Mã Phục là điểm dừng chân đầu tiên trong tuyến du lịch cụm phía đông của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, gồm các huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang. Từ điểm dừng chân này, du khách có thể tham quan các địa danh như núi Mắt Thần ở Trùng Khánh, tham quan, trải nghiệm văn hóa bản địa, làng rèn Bác Rằng, xã Phúc Sen, du thuyền trên dòng sông Quây Sơn xanh biếc, tham quan làng đá Khuổi Kỳ, động Ngườm Ngao và thác Bản Dốc tại xã Đàm Thủy. Quý khách hãy cùng Let's Tour du lịch Cao Bằng để tham quan danh thắng nổi tiếng nơi đây và chinh phục đèo Mã Phục này nhé. Tour du lịch Cao Bằng được Let's Tour tổ chức hàng tuần theo yêu cầu du khách, thời gian cho tour phù hợp là 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube này để luôn cập nhật các thông tin du lịch mới nhất từ Let's Tour nhé. Và đừng quên like video, để lại comment và cùng chia sẻ để mọi người cùng xem các thông tin du lịch hữu ích này bạn nhé.